Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy phương tiện giao thông. Điểm chung của các vụ cháy này là đều liên quan đến phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành khi lưu thông trên các tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Bởi vậy, việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với loại phương tiện này cần được chú trọng. Đây là vụ cháy xe Serbi Remorque xảy ra tại km 243 cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào tối mùng 2 tháng 5 vừa qua. Không có thương vong, nhưng vụ cháy đã gây thiệt hại trên 450 triệu đồng khi toàn bộ hàng nông sản vận chuyển từ cửa khẩu Kim Thành bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Chủ phương tiện tham gia giao thông không kiểm tra kỹ cái phương tiện của mình khi xuất bến, nhất là hệ thống điện, động cơ, máy. Khi xảy ra cái vụ cháy thì người ta rất là chủ quan, không có cái sự phối hợp nhịp nhàng giữa chủ phương tiện và người thuê lái xe, nhất là cái trang bị phòng cháy chữa cháy khi xảy ra cố thì hầu như là không có nhiều cái kiến thức, kỹ năng để tự ứng phó, tự xử lý cái tình huống xảy ra. Hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Kim Thành đang diễn ra rất sôi động, có thời điểm trên 500 phương tiện đậu đỗ tại các điểm tập kết hàng hóa. Trong điều kiện nắng nóng kéo dài, các phương tiện thường xuyên sử dụng điện làm lạnh để bảo quản hàng hóa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Phương tiện vận tải đi đường dài này nó nhiều nguyên nhân lắm, về điện và do thời tiết nắng nóng này nó rất dễ gây ra cháy nổ, mình phải có cái biện pháp phòng tránh. Để nâng cao ý thức, kiến thức, kỹ năng cho các chủ phương tiện về phòng chống cháy nổ, việc tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn là rất cần thiết. Thông qua những buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy như thế này sẽ trang bị cho lái xe, chủ doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản để chủ động ứng phó với những sự cố xảy ra khi lưu thông phương tiện. Phải đảm bảo không bảo quản chất nổ, chất cháy trên các phương tiện tham gia giao thông, tăng cường cái công tác quản lý đối với cán bộ, nhân viên, công nhân bốc xếp hàng hóa để làm sao hướng dẫn cho người ta cái kỹ năng thực tế để người ta khi có sự cố xảy ra người ta có thể tự chủ động. Học có cái kiến thức này mà tôi phòng thêm là những cái bình chữa cháy ở trên xe là an toàn hơn, tốt hơn, đảm bảo hơn. Dự báo lượng phương tiện tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành tiếp tục tăng trong thời gian tới, khi một số loại trái cây bắt đầu vào vụ thu hoạch. Bởi vậy, ngoài nâng cao ý thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thì việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, phương tiện trước khi lưu thông cũng được lực lượng chức năng đẩy mạnh, đảm bảo an toàn trước khi tham gia giao thông.